Chào mừng các bạn đến với Việt Nam Thức Giấc, chúc các bạn một ngày vui vẻ. Theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Hàn Quốc, ngày 22 tháng 5, tại Seoul đã diễn ra hội nghị kết nối đầu tư, kinh doanh Việt Nam do Bộ Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ và Khởi nghiệp Hàn Quốc, MSS chủ trì phối hợp với Ngân hàng Xi Nhan. Đây là hội nghị đầu tiên nằm trong chuỗi sự kiện hội nghị hỗ trợ phát triển toàn cầu cho doanh nghiệp vừa và nhỏ của Hàn Quốc do MSS chủ trì phối hợp với các đơn vị, tổ chức liên quan. Việt Nam, nơi các doanh nghiệp Hàn Quốc có quan tâm lớn được chọn làm quốc gia đầu tiên, thực hiện hoạt động hỗ trợ xúc tiến đầu tư, kết nối kinh doanh lần này. Bộ trưởng MSS, ông Oh Jung-jo nhấn mạnh đây là sự kiện đầu tiên mà khu vực công và tư nhân cùng chung tay cung cấp trợ giúp thiết thực cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước xâm nhập thị trường nước ngoài. Bộ sẽ tiếp tục tổ chức định kỳ các hoạt động hỗ trợ mở rộng toàn cầu cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước. Bộ trưởng Oh, từng đảm nhiệm vai trò đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, nêu rõ Việt Nam là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Hàn Quốc, trong đó chiếm 9,4% tổng kim ngạch xuất khẩu của đối tượng doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã tham dự sự kiện. Phát biểu tại hội nghị, Đại sứ Vũ Hồ nhấn mạnh Việt Nam và Hàn Quốc đang mở ra giai đoạn mới trong hợp tác dựa trên nền tảng mối là quan hệ đối tác chiến lược toàn diện được nâng cấp năm 2022. Việt Nam không chỉ là đối tác kinh tế lớn nhất của Hàn Quốc trong khu vực Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN mà còn là một trong ba đối tác kinh tế lớn nhất của Hàn Quốc trên thế giới về thương mại và đầu tư. Lãnh đạo hai nước đưa ra mục tiêu sớm nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD trong thời gian tới và 150 tỷ USD năm 2030. Hai nước đang thúc đẩy hợp tác kinh tế trên những lĩnh vực xanh, số, năng lượng mới, chuỗi cung ứng, an ninh kinh tế, an ninh lương thực, công nghiệp quốc phòng, song phương và đa phương. Đại diện cho Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Shin Jae-yeon đã giới thiệu tổng quan về thị trường Việt Nam, giải thích chi tiết về việc hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ của Đại sứ quán Hàn Quốc ở nước ngoài. Lãnh sự Shin Jae-yeon cho rằng Việt Nam là một quốc gia có tiềm năng tăng trưởng đầy hứa hẹn và đáng để đầu tư. Hiện nhiều công ty của Hàn Quốc đang xâm nhập thị trường và Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc đang thực hiện nhiều hoạt động khác nhau để hỗ trợ doanh nghiệp. Hiện lãnh sự quán Hàn Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn pháp lý, các dự án hỗ trợ việc làm ở nước ngoài thông qua tư vấn, hỗ trợ kết nối toàn cầu ca startup. Ông Shin cho biết hội đồng hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ được thành lập và đặt trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai. Đại diện cơ quan xúc tiến thương mại, đầu tư Hàn Quốc KOTJA tại Hà Nội, ông Kim Kyung-jeon cho biết kể từ khi tiếp nhận đầu tư nước ngoài cách đây 37 năm, Việt Nam đang từng bước cải thiện hệ thống đầu tư trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Gần đây, chính phủ Việt Nam đã tích cực đưa ra các ưu đãi để thu hút đầu tư vào các ngành có lợi thế. Đây là lần đầu tiên sự kiện xúc tiến hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư, phát triển hoạt động ra nước ngoài được tổ chức theo hình thức phối hợp công tư. Các tổ chức công hỗ trợ mở rộng ra nước ngoài như Cơ quan Xúc tiến Thương mại, Đầu tư Hàn Quốc, KOTJA, Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh, cũng như các tổ chức tư nhân trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm các công ty luật và kế toán, ngân hàng đã căn cứ, theo lĩnh vực đã tham gia tư vấn chuyên môn về thị trường Việt Nam và xu hướng kinh tế, cũng như tư vấn về quy định của pháp luật Việt Nam, liên quan đến đầu tư, tài chính, kế toán, xuất nhập khẩu. Các công ty, doanh nghiệp của Việt Nam như Vicklac E và Son SG cũng tham gia và tổ chức các gian hàng để giới thiệu về các cụm công nghiệp và cung cấp thông tin về hiện trạng, cách thức hỗ trợ thu hút doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào CAC khu liên hợp, khu công nghiệp của Việt Nam. Cảm ơn các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.